Được thành lập năm 2019, kế thừa những ưu thế đã có của các đơn vị đào tạo trực tuyến đi trước, chỉ đào tạo bằng các bài giảng video hoặc dạy trực tuyến. Công ty cổ phần giáo dục trực tuyến B-School tập hợp được đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt huyết và có trình độ, lại am hiểu công nghệ thông tin, nên đã kết hợp cả hai hình thức là giảng dạy bằng các bài giảng ghi hình sẵn và chữa bài tập trực tuyến. Công ty B-School đầu tiên là chú trọng nhất vào cái vấn đề về hệ thống. Hai là vấn đề về đội ngũ giảng viên. Hệ thống thì đầu tiên là sẽ có những cái nền tảng cung cấp cho các em những cái bài giảng mà quay sẵn, được các thầy cô là chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu. Điểm thứ hai đấy rằng là sau khi mà các em học các bài giảng xong thì đều có những cái phần là đọc tài liệu. Đấy, các em đọc tài liệu xong thì sẽ có những phần mà giải đáp, trao đổi, thắc mắc đối với những cái bạn mà gọi là cố vấn học tập. Tiếp theo đến cái phần mà của cố vấn học tập thì sẽ là cái phần mà các em sẽ được tương tác với các thầy cô để các thầy cô sẽ giải đáp những cái thắc mắc khó nhất của các em trong cái phần bài giảng học của mình. Sau khi mà các em đã được các thầy cô giảng dạy trực tiếp thì các em lại làm được những cái bài thi, bài test trên toàn bộ hệ thống của B-School. Đấy là một quy trình mà đầy đủ nhất đối với các em về học trực tuyến. Và đấy chính là một điểm mà khác biệt nhất của B-School đối với tất cả các hệ thống học trực tuyến hiện tại ngay bây giờ. Có thể nói, sự kết hợp hài hòa giữa giảng lý thuyết và hướng dẫn thực hành trực tuyến đã bước đầu tạo được niềm tin đối với người học. Hiện nay, trang web này đã thu hút được hơn 20.000 học sinh theo học. Vâng, kính thưa quý vị, và ở phần 2 của chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị sẽ cùng tham gia giao lưu với hai quý thầy đến từ công ty cổ phần giáo dục trực tuyến B-School. Xin được giới thiệu với quý vị khán giả, thầy Vũ Ngọc Anh là giáo viên dạy luyện thi môn vật lý và thầy Đỗ Văn Đức là giáo viên dạy luyện thi môn toán. Có lẽ cái điều đầu tiên mà mọi người cũng đều thắc mắc, cái vai trò của người thầy trong cái hình thức ôn thi này như thế nào, các thầy có thể nói rõ. Thực ra thì vai trò của người thầy trong luyện thi trực tuyến cũng giống như là vai trò của người thầy khi luyện thi trực tiếp, đó chính là mang đến những kiến thức mới mẻ cho các em học sinh. Thì ngoài cái việc mang đến kiến thức mới mẻ cho các em học sinh, kiến thức càng hay càng mới thì sẽ giữ được cho các em cái lửa trong học tập. Bởi vì tính tự giác trong học tập rất là cao. Vậy thì khi các em không đạt được cái tính tự giác cao như vậy thì người thầy lại phải là người truyền động lực, truyền lửa cho các em để các em tăng cái tính tự giác thì đạt được hiệu quả cao hơn. Mình nghĩ là người thầy còn phải thấu hiểu tâm tư của học sinh và đồng thời là còn phải giúp đỡ học sinh trong quá trình mà các em gặp khó khăn trong học tập. Bất kỳ một cái vấn đề nào các em cần giải đáp thì người thầy luôn sẵn sàng để trợ giúp các bạn trong quá trình học. Vâng, tôi muốn biết rõ hơn về cái câu chuyện này, về những cái bí quyết để tạo nên cái sự khác biệt của những người thầy khi mà tham gia vào những lớp ôn thi trực tuyến, giúp cho các bạn thì có được cái động lực. Chúng ta có cách để cho học sinh có lửa khi mà tham gia ôn thi rồi, nhưng mà làm thế nào để giữ lửa, để tăng cái lửa để lên cho học sinh thì đấy là bí quyết mà mỗi thầy sẽ có những cái cách thức riêng. Tôi nghĩ là như vậy, có những cái chiêu riêng để có thể hấp dẫn được các bạn học sinh đến với các buổi ôn thi của mình. Thầy có thể chia sẻ nhiều hơn về những cái bí quyết riêng có của mình không ạ? Thực ra thì người thầy luôn là tấm gương và học sinh thì luôn luôn nhìn theo thầy của mình. Thì để giữ lửa cho học sinh thì bản thân thầy phải là người luôn luôn giữ lửa trong cái việc giảng dạy. Thì mình luôn luôn là nhiệt huyết, luôn luôn là tự động viên bản thân mình là mình là tấm gương của các em học sinh để các em học sinh nhìn vào đó. Từ khi nó thấy thầy như vậy thì nó sẽ phải tự cố gắng lên cho học tập. Vâng. Đấy là bí quyết của mình. Thì có những học sinh rất là chăm chỉ nhưng cũng có những học sinh rất là lười. Chính vì thế nên mình cũng phải có những cái kỷ luật rất là nghiêm. Ví dụ như là không làm bài tập về nhà thì sẽ như thế nào. Và thường thường là mình cũng hay tổ chức các cái kỳ thi đánh giá năng lực và có thưởng dành cho các em để cho các em có thêm động lực để tiến bộ hơn. Vâng, kỳ thi có thưởng ngay ở trên mạng xã hội đúng không? Đúng rồi đấy. Vâng, có thể thấy là chúng ta có rất nhiều cách thức để có thể thu hút được sự quan tâm chú ý của các bạn học sinh. Nhưng làm thế nào để có thể kết nối thầy và trò trong một cái bối cảnh không gian mạng rất là xa nhau như vậy? Làm thế nào để có thể tăng được tính tương tác và có thể ngay lập tức nhận được cái sự hướng dẫn trực tiếp của thầy nếu như mà trò cảm thấy cần thiết? Vậy thì cái tính tương tác sẽ được các thầy xử lý như thế nào? Nếu như mà trong quá trình học các em có bất kỳ một cái vấn đề gì mà các em cần thắc mắc, các em có thể để lại ở phần bình luận thì sẽ cố gắng là trợ giúp các em luôn trong quá trình học. Còn bất kỳ một cái thắc mắc nào đó mà trong quá trình học thì có rất nhiều các cộng đồng, các cái group để các em có thể post bài vào đó. Và từ đó thầy cùng các cộng tác viên sẽ cố gắng giải đáp nhanh nhất có thể cho các bạn. Ngoài ra các bạn cũng gọi điện cho mình rất là nhiều, ban ngày, thậm chí buổi tối, thậm chí là 2 giờ đêm cũng có những bạn
gọi điện hỏi bài. Và tất nhiên là mình sẽ cố gắng để giải đáp ngay. Và như thầy chia sẻ thì đây thực sự là một công việc khá là vất vả. Vậy thì các thầy, các cô sẽ phân bố thời gian của mình như thế nào? Thời gian để dạy này, thời gian để nâng cao kỹ năng của chính bản thân mình để dạy cho các trò này, rồi là thời gian để chia sẻ, rồi để bổ sung thêm và giải đáp những cái thắc mắc của các trò ra sao ạ? Công việc của một giáo viên trực tuyến thì hầu như mình làm từ sáng đến tận đêm. Ban ngày thì mình sẽ soạn tài liệu, soạn bài giảng và đồng thời là giải đáp các thắc mắc cho học sinh. Đến tối thì mình sẽ dạy học và trong quá trình dạy học thì mình cố gắng là truyền đạt được những bài giảng tốt nhất cho các em. Đến đêm mình kiểm tra bài tập về nhà và đánh giá phân loại học sinh và đồng thời là đốc thúc những em lười học, những em học sinh kém. Thì gần như cứ như vậy là hết cả ngày, vâng. Từ sáng đến tối luôn. Thậm chí có những hôm phải làm việc đến tận 1-2 giờ sáng. Hồi trước thì chắc là các thầy cũng nhớ là cái cách thức mà chúng ta đến với các trung tâm luyện thi truyền thống thì thường là sẽ được chia ra. Ví dụ bạn này có trình độ trung bình thì sẽ học theo một giờ. Các bạn này có trình độ cao hơn một chút sẽ học theo một giờ khác. Còn các bạn thì chưa có kiến thức nền sẽ học theo một cái giờ khác. Vậy thì ở trên cái bối cảnh mạng xã hội như vậy, với cái sự tập trung của số đông các bạn học sinh, thì làm thế nào để chúng ta có thể phân loại để đưa ra các cái loại đề, rồi các cái cách thức ôn thi phù hợp nhất với các bạn để cho các bạn có một cái sự tiến bộ nhất định? Thực ra thì học trực tuyến nó có rất nhiều lợi thế. Mình sẽ xây dựng các khóa học, các bài giảng từ những kiến thức cơ bản nền tảng nhất, từ trung bình đến nâng cao, thì khi đó các bạn học sinh có thể tiếp cận kiến thức một cách nó rất là dễ dàng, nó phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Và các bạn có thể là vào sau học muộn thì cũng có thể xem lại các bài giảng trước đó. Chúng ta đều biết thì trong quá trình học trực tuyến thì cái việc dạy học thì bao giờ cũng thế, chúng ta sẽ bắt nguồn từ cơ bản và sẽ dần dần đến nâng cao. Và đồng thời sẽ có những cái khóa học khác nhau, ví dụ những khóa học cụ thể là những khóa học dành cho các bạn học sinh học nền tảng, và có những khóa học vận dụng cao dành cho các bạn học sinh học nâng cao. Thì khi mà các bạn đăng ký khóa học trực tuyến thì các bạn sẽ phân lớp và thường thường sẽ có một cái bài kiểm tra đầu vào. Và khi mà các em đạt trình độ nào thì tư vấn sẽ hướng dẫn các bạn đến với cái khóa học nào sẽ phù hợp nhất. Trong một cái bối cảnh lớp ôn thi trực tuyến thì sẽ có rất nhiều những cái tình huống phát sinh xảy ra. Vậy thì với kinh nghiệm của các thầy, làm thế nào để chúng ta có thể xử lý rất nhanh, rất gọn và rất hiệu quả những cái tình huống phát sinh như vậy? Tất cả các cái bài tập của các em thì hầu như các thầy cô sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Bên cạnh đó thì đội ngũ giáo viên, ngoài giáo viên ra còn có rất nhiều các anh chị khóa trước. Các anh chị là các cộng tác viên học rất là tốt. Các anh chị ấy sẽ cố gắng để trả lời tất cả các thắc mắc của các em. Chính vì thế nên mình nghĩ là tất cả những cái thắc mắc của các em đều hầu như là được giải đáp rất là nhanh. Các thầy có thể chia sẻ thêm một chút nữa về những cái cách thức mà chúng ta tạo ra được sự khác biệt trong những cái lớp ôn thi trực tuyến của mình so với rất nhiều các lớp ôn thi trực tuyến hiện nay đang có trên mạng khác? Thì hiện tại B-School mình sẽ quay các bài giảng lý thuyết nền tảng và học sinh sẽ học các bài giảng video đó trước, và sau đó các thầy cô sẽ gọi live stream trực tiếp chữa bài tập và giải đáp tất cả các thắc mắc của các em. Đồng thời cũng sẽ có rất nhiều các tài liệu, sách vở đi kèm để các em có thể hoàn thiện được cái kiến thức của mình. Sau khi mà thầy cô dạy và live stream xong thì các bạn học sinh sẽ có các bài tập về nhà và đồng thời là cũng làm trực tiếp bài tập về nhà đấy trên web. Và sau khi làm xong thì sẽ có xếp hạng, phân loại học sinh trên web. Từ đó thì những bạn học sinh nào chuyên cần và những bạn học sinh nào học tốt sẽ được phân loại rất là rõ ràng. Đồng thời thì hầu như là cứ mỗi tháng thì đều tổ chức thi thử kiểm tra đánh giá năng lực một lần. Và những bạn học sinh nào đạt kết quả cao trong học tập và tích lũy điểm số cao thì sẽ có những cái phần thưởng rất là xứng đáng. Vâng, như vậy là thầy Đức và thầy Ngọc Anh cũng đã chia sẻ một vài những cái kinh nghiệm của trung tâm cũng như là của chính bản thân mình để giúp cho các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thêm nhiều những cái cơ sở để chúng ta có thể tìm hiểu được một trung tâm ôn thi thật là tốt. Và bây giờ thì chúng tôi cũng muốn gửi tới quý vị khán giả thêm một vài những tư vấn, một vài những kinh nghiệm nữa từ chính những người trong cuộc. Trung bình mỗi năm có khoảng hàng chục ngàn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và ôn thi vào các trường đại học. Các lớp luyện thi được mở ra rất nhiều và cũng có nhiều công ty giáo dục tổ chức các lớp luyện thi truyền thống nhờ những trang học trực tuyến này mà đã đỗ với số điểm rất cao. Với giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 cấp thành phố Hà Nội và 12 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, đủ điều kiện tuyển thẳng, nhưng Trần Thị Y Vân vẫn ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 với mong muốn thử sức mình. Và kết quả là Y Vân đã trở thành tân thủ khoa của Đại học Khoa học Tự nhiên với tổng điểm xét tuyển là 27,65 điểm.
ta nên sử dụng việc ôn thi trực tuyến với những bài đơn giản, dạng bài mình đã nắm rõ, sử dụng chúng để có thể tăng tốc độ và phản xạ của bản thân. Còn việc học ôn có thầy thì sẽ giúp ta tiếp thu những cái kiến thức khó hơn, mới hơn và có thể là thời gian trao đổi những vấn đề mình còn thắc mắc. Còn thời gian tự học sẽ là lúc mà chúng ta ôn lại toàn bộ kiến thức mà mình đã học và cần phải nhớ. Ôn thi có thầy sẽ có nhiều ưu thế hơn. Tuy nhiên đối với những bạn mà không có cơ hội để tiếp xúc gặp trực tiếp các thầy cô giáo hay là đến những trung tâm luyện thi thì học trực tuyến sẽ là một phương pháp rất là hiệu quả. Những trang web đó phải có những phản hồi thật của học sinh cũng như là không vướng bất kỳ một tin đồn hay là vấn đề bản quyền gì hết. Có thể nói trong giáo dục, môi trường giáo dục cần có sự giao lưu kết hợp giữa thầy và trò thì mới đạt hiệu quả cao. Luyện thi trực tuyến có nhiều ưu điểm nhưng vẫn không thể thay thế hoàn toàn những lớp học truyền thống, nơi mà sự gắn kết giữa thầy và trò luôn trực tiếp và mật thiết hơn. Vì thế, các nhà giáo dục khuyên các sĩ tử hãy kết hợp hài hòa cả hai phương thức luyện thi, tùy theo năng lực, sức học và nhu cầu kiến thức của chính mình. Thưa quý vị, mục đích cuối cùng của các lớp ôn thi trực tuyến dành cho các sĩ tử đó là làm thế nào các bạn có được một cái điểm số cao nhất, có một kết quả hiệu quả nhất. Đấy là điều mong muốn của các vị phụ huynh, các bạn học sinh. Và ở đây thì hai thầy cũng đã có những cái cách thức để giúp cho các bạn có cái sự hiểu biết tốt hơn, có cái kỹ năng tốt hơn trong việc thi cử bằng cái cách là chúng ta tổ chức những cái lớp vận dụng cao và giúp cho các bạn có những điểm thi trên 8 để có thể đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi. Vậy thì các thầy có thể chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của mình. Học sinh khi bắt đầu học cần nắm chắc các kiến thức căn bản nền tảng và mình sẽ là người cung cấp các kiến thức nền tảng căn bản đó. Và khi nắm vững các kiến thức căn bản nền tảng rồi thì mình sẽ tiếp tục đưa tới những học sinh những phương pháp gọi là kỹ thuật giải bài nhanh để đáp ứng được kỳ thi trắc nghiệm về môn vật lý. Vâng, làm thế nào để các học sinh có cái trình độ từ trung bình mà sau khi tham gia ôn luyện lại có điểm thi trên 8 được ở môn toán ạ? Quan trọng nhất chính là phương pháp học. Những học sinh khi mà đã có trình độ học trung bình, các em cần nắm rõ được tất cả kiến thức cơ bản, các bản chất của vấn đề và các em nên làm bài tập sách giáo khoa thật là tốt. Sau đó thì các bạn luyện tập theo các cái đề cương mà thầy cô trực tuyến gửi cho các em. Nếu như các em đã làm theo đúng cái lộ trình đó thì cái việc các em có thể đạt được thành tích cao và lúc đấy thì các em có thể tự tin để có thể hiểu được các bài giảng trong khóa vận dụng cao. Vâng, các cái đề cương cũng như là các loại đề mà chúng ta chia sẻ với cả các bạn học sinh ở trên các khóa học này rất đa dạng. Vậy thì đối với B-School thì làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra được những cái sự khác biệt, những cái ưu điểm khác để cho các bạn học sinh có một cái nền tảng chưa tốt, các bạn được vươn lên trong cái việc học của mình? Tất cả các đề cương và các đề thi mà giáo viên gửi cho học sinh đều là những cái bài giảng cực kỳ tâm huyết và update theo đề thi và đề cương từ Bộ Giáo dục, các cái chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục, cấu trúc cái ma trận đề của Bộ Giáo dục. Đồng thời mình luôn luôn cố gắng để định hướng học sinh để học đúng trọng tâm, đúng kiến thức cần học. Tất cả những cái kiến thức quan trọng nhất, trọng tâm nhất mình sẽ đưa vào trong các cái đề cương và bài giảng. Lúc đấy mình sẽ là người chọn lọc ra các kỹ năng, các kiến thức tốt nhất để cho các em có thể tiếp cận một cách nhanh nhất trong quá trình học. Vâng, đó là cái sự chuẩn bị rất là tích cực từ phía các thầy. Vậy thì còn các trò thì sao? Các bạn sẽ phải trang bị cho mình những cái hành trang cụ thể như thế nào? Thực ra khi học trên lớp học trực tuyến thì kiến thức rất là rộng và rất là mênh mang. Học sinh có thể đúng như là một con cá bị thả vào trong một gọi là một cái ao rất là nhiều kiến thức. Vậy thì cái việc chọn lọc của các em rất là quan trọng. Các em phải sáng suốt và luôn luôn có tinh thần là cầu tiến, tức là luôn luôn muốn học hỏi các kiến thức mới, nhưng cũng đi kèm với đó là cái sự chọn lọc phải rất là cao. Thì khi đó người thầy lại đóng vai trò là định hướng cho các em là chọn lọc các kiến thức chính xác để học để ôn thi trực tuyến. Chuẩn bị đến với kỳ thi trung học quốc gia rồi thì các em hãy cố gắng kiên trì trong thời gian còn lại. Hãy học đúng mục tiêu, đúng trọng tâm và hãy chọn lọc những cái gì mà chúng ta còn yếu và đúng với năng lực của chúng ta, đúng với mục tiêu của chúng ta. Những bạn nào mà học tốt rồi, các em có thể tập trung ở những cái mức độ vận dụng cao. Và những bạn nào mà học chưa tốt hoặc là học bình thường thì các em có thể tập trung ở các bài toán cơ bản hơn. Và đồng thời là các em cũng cần phải giữ cho mình những cái sự chuẩn bị chu đáo cả về tinh thần và cả về thể chất để các em có thể bước vào kỳ thi một cách tỉnh táo và tự tin nhất.
Vâng, có lẽ là đến phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay thì các bạn cũng đã có được thêm những cái kinh nghiệm và cả những cái chia sẻ mang tính định hướng từ phía những người trong cuộc. Các thầy có mong muốn được gửi những cái lời nào thật là tâm huyết tới tất cả các bạn học sinh trên cả nước cũng như là các quý vị phụ huynh trong lúc này ạ? Mình chỉ chúc các bạn là trong kỳ thi sắp tới các bạn luôn luôn tự tin, giữ cho mình một cái sức khỏe tốt nhất, một sự tỉnh táo và một phong độ cao nhất để có thể đạt điểm số tốt nhất. Mình cũng xin chúc cho tất cả các bạn học sinh là đến lúc mà chúng ta sẽ gặt hái rồi, hãy cố gắng để làm sao cho chúng ta có thể gặt hái được cái thành quả tốt nhất trong quá trình chúng ta học. Vâng, cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay với những chia sẻ đã gửi gắm trong buổi tọa đàm của chúng tôi. Và một lần nữa chúng tôi xin chúc cho các bạn sĩ tử sẽ hoàn thành thật tốt kỳ thi sắp tới của mình, kỳ thi rất quan trọng trong cuộc đời của các bạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.